Tình hình thì là Tết năm nay là giãn cách nữa chứ. Hy vọng tháng sau hết đó này, Hết sao hết nổi không? hết hết nó lên bão hòa hết luôn này. Vâng, mình sống với lũ luôn, sống với lũ luôn này. Là nghĩa là hết rồi, ai chết chết chứ sao? Không có chết nữa, nó chết người nữa. Có điều là ông tối cao pháp viện của Mỹ vừa tuyên bố là ông Biden bắt người ta chích ngừa nhiều quá không được. Ông bắt là công ty nào mà có 100 người nhân viên á phải chích ngừa hết á. Mà tôi cao đã bảo vậy như vậy không được. Nó cái lệch ông ấy không đúng, nó không chịu. Nên giờ mới khuyên mấy cái chủ hãng á, mày có nhân viên á thì mày với nó, mày không chích ngừa tao cho mày đi làm. Tự nó nói không được, ông không bắt nó. Tại vì nó lây thầy, nó lây. Nhưng mà thật sự cái tình trạng chích này nó cũng nguy hiểm lắm. Tại sao nguy hiểm gì? Chích cho nó trời bớt bao nhiêu người cũng chết. Thì nó đã thí dụ đã, nhưng mà rồi nó cái tàn hại về sau đó nguy hiểm lắm. Bây giờ mình chết ngắt rồi đi, để tại phải chết. Nhất cái tuổi trẻ về sau này, tội cho mấy đứa trẻ về sau này, nó đang sống như cái đột quỵ, nó chết vì bởi với cái thuốc này khổ lắm. Vậy thế xã hội nhân loại giờ vậy nó đó. Lên như vậy rồi thầy bị bây giờ ráng, mà thí dụ như vậy phải đề kháng, mà nó vượt qua được thì nó tốt. Ví dụ mình cũng vừa cẩn thận mà vừa coi như mình cũng ráng điều trị những cái gì đó mình có thể, chứ cái gì cũng chết 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 hết. Nhất này bây giờ vâng, cái này ra thuốc rồi, thay thuốc trị covid này rồi, hai loại rồi, nó ra rồi, nó chấp nhận cho thuốc cái để điều trị covid. Thế giờ thầy bị covid cái gì, thầy vô nó cho thầy uống thuốc như thuốc cảm, thuốc cúm vậy. Nó cho này hồi xưa nó chỉ có thuốc chích ngừa thôi, bây giờ nó ra thuốc chữa trị. Cái thuốc chích ngừa này tương lai nó khổ lắm cho người ta đó. Ví dụ bây giờ mấy ông già không nói gì đi, mấy người trẻ nó mới sanh ra năm 10 tuổi, nó chưa biết gì cuộc đời, nó 20-30 năm sau nó thế giờ. Bởi vì cho nên giờ biết làm sao mà kêu gọi bớt cái sanh sản tội cho mấy nhỏ về sau. Mà thôi cũng phải nghiệp chướng nữa thầy ơi. Cái đời mình chịu cái nghiệp chướng đó chịu đi, chứ thầy nói sao giờ, chứ giờ nên giờ người ta lập lại cái sống trạng gì 10 phần chết 7 còn 3. Mà xỉn nước Mỹ này 330 triệu người mà 50 triệu người dính, 50 triệu người dính, 1 triệu người chết. Kinh khủng nước Mỹ này không, 330 triệu, cả nước có 330 triệu. Mỹ bao nhiêu cái tinh hoa nó đầu tư hết thế giới đây nhưng mà không trị được. Cũng bị nặng nhưng nhất cái này không luôn. Biết nó có cái thế chính trị gì sao tôi cái khi tôi cũng có thể nửa tin và nửa ngờ không ấy. Cái thật là như vậy thôi, không quá được rồi. Nên cũng tội nghiệp ông Biden lên năn nỉ lạnh lục cho tiền thưởng. Người Việt Nam mình không có chút trích, bao nhiêu xứ không có chút trích, mà đây ông Biden phải đi năn nỉ cho tiền thầy để trích. Đau khổ vậy đó. Nhưng mà giờ nó xả cái thế chính trị ở đây rồi. Chính trị như cái trong này thấy cái này giờ hết rồi, không có chính trị nữa. Cái này là chỉ có vấn đề là ok, làm sao mà nó càng chích nhiều á thì càng người bớt lây để nó đặt. Nhưng nhạc. Mà nó biến dược thể. Nó biến thể như vậy nhưng mà mình rồi nó ra những cái bệnh dạ, khác. Dạ. Nó thí dụ như bây giờ cái giới trẻ đó mà chích vô mà nếu nó đề kháng á, được con này thì tương lai nó yếu đuối về cái mặt khác, không thấy không? Ví dụ từ ngày mà ra mấy cái quá chắc cái tùm lum việc hết trơn, bởi nó càng tiến hóa, càng tiến bộ bao nhiêu thì tự hủy diệt con người bấy nhiêu. Để thấy nó ngao ngán, nhiều khi ngầm nằm ngẫm nghĩ. Nhưng mà giờ cái thời thế nó thế rồi, mình phải thế thôi, phải làm sao khác hơn được. Cũng như thầy say rượu á, thầy đi lái xe say rượu nó còn đầu, nó bắt thầy. Bởi vì do cái ý thức con người, làm sao mà mỗi con người tự có được cái ý thức á. Dạ, khó lắm rồi thầy, phải cao cấp lắm mới được đó thầy. Thì đỡ thật sự ra. Ví dụ như sáng nay tôi ngồi tôi nghĩ cái chuyện, bồng lai. Giờ đây. Rồi tôi viết cái bài không mà nghĩ, mình nghĩ. Thật sự ra bây giờ mình nghĩ lại mình đáng thương, như thường nói là thấy tội nghiệp, nhưng mà bây giờ cái nhân nó gieo thì cái quả nó trả.
Nhưng mà điều sao tới bây giờ á, cho tới bây giờ trong đầu tôi vẫn nghĩ rằng cái chuyện mà nói lận lưng á, tôi cứ cầu nguyện là cho có gì đó nói chưa trúng đi, đoán hay là gì. Tôi đành rằng cái chuyện mà huyết thống thì mình có thể là có đi, bởi vì có nhiều cái bằng chứng. Thí dụ như ông cụ Tùng Vân đó với mấy cái cô lớn tuổi đó sanh ra mấy cái chú đó, thì tôi đành rằng là cho có đi, mà mình cũng không trách được người ta đó tu tại gia. Nhưng mà chẳng qua gì cái hoàn cảnh gì đó giống như người ta muốn giấu, thì bây giờ nó đã như vậy rồi thì thôi, thì bây giờ tôi mong là tới đó thôi. Còn cái chuyện mà đặt ra vấn đề loạn lưng sao tôi thật sự tới bây giờ, mà nếu giá như sự thật thì mình thấy là cái cuộc đời coi như là cái đạo đức nó suy tàn. Nhưng mà nếu nó không là sự thật thì mình đặt nặng lại cái sổ Việt Nam nó như thế nào. Tại sao mà để cho vu khống ai vu khống rồi như vậy. Cho nên mình bây giờ nói thẳng là con người, nói chứ con người có khối óc trái tim thì con người phải biết đâu là đúng đâu là sai đó. Mà bây giờ người ta gọi là nhà sập bìm bìm leo. Cho nên ông thấy ông, từ khi mà nó là chính quyền rớ vô rồi là tôi không ý kiến nữa, là không ý kiến đúng hay sai nữa cái chuyện đó của một cái xã hội đó. Nhưng mà khi tới cái mức này nè, đặt là cái vấn đề đó, còn lại 7, 8, 9 đứa nhỏ này tương lai nó sẽ ra làm sao? Nếu mình là nó gọi là dân chủ, là quyền làm người, thì những đứa nhỏ này nó sẽ ra làm sao? Nếu như nó thiệt là loạn lưng hoặc nó không phải là loạn lưng, thiệt là loạn lưng mà bây giờ mình nói ra thì nó làm sao nữa, nó sống với xã hội của nó. Rồi nếu không phải là loạn lưng thì ai là người đứng ra để xin lỗi đây? Thế nên cái tội này là cái tội của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Thưa thầy, thầy nói cái chuyện loạn lưng không hiểu nghĩa loạn lưng nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Phải nói loạn lưng nghĩa là sao? Có nghĩa là ổng hiện bây giờ đó, dạ. Cái tình hình chung nó bàn luận nó nhầm vô cái chuyện đó đó. Vâng, nhưng mà loạn lưng nghĩa là thì để tôi kể, là ổng đẻ ra con gái ổng, rồi ổng lấy con gái ổng đẻ ra cháu cho con là con ổng. Ý là nhắm vô cái mục tiêu đó đâu, hiểu không? Làm gì chứng minh được cái chuyện đó? Thì tới bây giờ hoàn toàn là chưa chứng minh được cái chuyện đó không? Thí dụ mà nó DNA cái thằng đứa cháu ấy đi, cũng là có cái giống của ông ấy, thì con ông đẻ ra thì có giống không đó, nhưng mà con gái ông đẻ ra cũng có giống đó. Cái đó tôi không biết, tại vì tôi không rành, cái nào tôi không rành, tôi nói tôi không rành, nhưng mà tôi hy vọng là nó không có vấn đề nó xảy ra. Chứ nếu như bây giờ ổng sinh năm 1932, thì tôi nghĩ ông bây giờ mấy đứa nhỏ đó nó chỉ mới có 6-7 tuổi hả? Thì bây giờ hỏi thiệt tuổi ngoài đời của mấy ông, cái tuổi mà còn vậy còn 60 đi rồi, 60 là vậy đi rồi. Còn thành ra ví dụ như họ đưa ra những cái tà thuyết á, đúng ra thì ông cụ Lê Tùng Vân này có những cái tà thuyết thật sự là muốn làm giáo chủ cái gọi là Hồng Hạc Dân Du gì đó. Là ông là cũng là một cái ông tự tôn xưng, ông là cũng là một ông Phật sống đó. Nhưng mà không thuộc thống nhất phải không ạ? Đó, bây giờ không có dính tới giáo hội nào. Không, bây không, giờ không. Mà thầy hiểu, tại vì nó quan trọng lắm. Đối với giáo hội là thầy tu tại gia, nó khác với tu theo chùa. Thì tại gia thì biết rồi, nhưng mà giờ đã tôi nói ổng không có giờ ổng không có gái vô đâu. Ở Bủ Sơn Kỳ Hương á, là hoặc tại Tây An á, cũng không chấp nhận ổng. Bây giờ ổng không có làm dấu người ta mà ổng cứ ổng mệnh danh hết này kia. Cho nên bây giờ này thì mình mới nói cái lỗi ra nè. Lỗi ra trước mắt là ông này là thật sự là tà thuyết, là tại vì ổng vỗ ngực ổng xưng là ổng là giống như một vị Phật sống, và viết ra cái bộ kinh siêu phàm để làm bá chủ hoàn cầu này đó. Nhưng mà thật sự ra đó thì mình hiểu là cái trình độ ông này nó không tới. Chứ nếu trình độ mà tới đó thì nó đã tới lâu rồi. Ông hiểu, mình biết rồi, ông mấy thằng nhỏ này thật sự nó khôn mà nó đần. Chứ mà nó khôn mà nó ngoan thì nó không xảy ra cái chuyện tới ngày hôm nay. Thí dụ nó khôn mà nó ngoan á, thì lúc ông sờm vậy nó biết dừng tại đó đi không, nó còn khiêu chiến tới. Để cho tới cuối cùng giờ phút này nó mới như vậy, ông hiểu không?
Chứ nếu mà nó khôn, mà nó ngoan, thôi mình biết trong nội bộ mình thôi kệ, rặn thinh đi, không. Giống như là nó làm gì cho mấy cái anh YouTuber đó cứ là bên là bây giờ mấy thằng đó nó theo bà Hằng nó mới trả đũa lại thì lúc này mới chết. Nhưng mà cái người nào mà còn bên ông cụ Tùng Văn cái đám này thì mình thật sự là nếu nói như vậy là mình mới khâm phục những người sống chết chứ không? Là họ bên vì lẽ phải chứ. Bây giờ bởi vì họ không phải họ nói ông trúng, nhưng mà bây giờ nó chưa có cái giấy đưa ra, toàn là dự đoán. Thí dụ như người này nói là tôi từng thấy, người kia tôi từng thấy, toàn là, nhưng mà cơ quan chức năng chưa có hạt họ hạch thôi. Thắng hơn là khẳng định 100% có mộc có dấu của cơ quan nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đi. Thì cái chuyện đó không ai để cãi nữa. Nhưng mà cái lỗi đây mình nói thẳng là lỗi nhà cầm quyền cứ làm đi để cho nó đồn. Mà sở dĩ nó tội cho ông Bồng Lai lúc này á, là tại đang lúc này cái vụ y tế nó mới không biết cái chuyện gì, nó bắt thai gì nó dớ cái đại nam, nhưng mà nó còn công cụ nó sử dụng được, nó chưa dớ, thấy không? Nó chưa thò tới là thò tay tới, nó thò nó lại ông này, nó cho vào cái hàng la vụ ông này. Mà ở bên đây á, là những cái tay mà nó đầu sỏ bên đây nó cũng hai phe, một phe là nó chọt về đặng cho cứ nói. Cho nên khi đụng cái việc này á thì mình mới thấy là rất là tội nghiệp. Nhưng mà nếu như cái người bình thường á, như là sáng tôi nói thật trong bài thơ tôi á, người đời thì ăn miếng trả miếng, ông thấy phải không? Người đời họ đâu có nhịn thua á, mà khi mà họ thấy ai mà đau khổ mà quả báo á, thì họ vui mừng. Nhưng mà ngược lại tôi thì không có tính đó, bởi vì ông nhớ tôi viết thẳng một điều á, dầu anh có thể thiếu cái chất gì trong đạo Phật, thí dụ có thể giới luật anh chưa đầy đủ cũng được, nhưng mà cái chất từ bi anh phải có. Bởi vì nền tảng đạo Phật là từ bi, dầu rằng từ bi liên liền với trí tuệ, nhưng mà cái chuyện trí tuệ là nói những cái chuyện cấp cao, gọi là chuyện mà bậc thánh đi, mình bậc phàm này mình phải có cái chất từ bi. Nếu thiếu cái chất từ bi không phải là người đạo Phật. Đúng. Cái giới luật nó có thể thiếu, thí dụ bây giờ tôi có thể 250 giới tỳ kheo tôi có thể giữ chứ có tròn, giới lực tôi có thể khiếm khuyết. Thì Phật cũng nói rồi, giữ giới nào đắc với đó, chứ Phật đâu có biểu là giữ 100%. Tức lời đó là đắc phần mà. Nhưng mà cái chất từ bi người tu phải có, nhất là lúc này á, nếu một người xuất gia hay người thầy tu nào mà thừa dịp này mà đạp luôn cho người ta, đó là thiếu chất từ bi. Không có người tu đã đầu tiên đã mình tẩn xuất người ta, là mình nói người ta mình không chấp nhận người ta nằm trong cái giáo hội mình rồi, biết không? Cho nên á, luôn cả tín đồ Phật tử nữa cũng không nên xen dự vụ này. Thật ra tôi cũng không muốn nói, nhưng mà điều cái á, tôi hoàn toàn tới giờ này trên có trời như có đất, quyết thống tôi chấp nhận. Còn quyết thống là có nghĩa là ổng nhiều bà, mấy đứa con này tôi có thể tin được, nhưng mà loạn lưng tôi không bao giờ tin điều đó. Mà nếu mà vu khống người ta, nếu như vu khống có thì thật sự là cô cũng xin lỗi, là tôi thiện trí, tôi nghĩ không tới. Nhưng mà không có thì ai là người chịu trách nhiệm để xin lỗi cái vụ này, để một cái nền đạo đức của con người đây? Ông thấy không, một cái nhà cầm quyền Cộng sản mà vô dụng như vậy đó, không tôi nói thẳng thôi à. Càng lúc tôi càng bất nhẫn, chứ tôi đúng là tôi không có đụng gì chính quyền, tôi không đụng chính trị, nhưng mà tôi bất nhẫn. Theo lẽ là khi mà bắt không xong mình nín hết để giải quyết, chứ không cứ mạnh ai nó lên chửi, mạnh ai nó lên, theo thấy người ta đè xuống càng làm hung nữa. Như vậy là nó mất cái đạo đức, ông thấy không? Thấy tôi bất nhẫn nữa, thật sự nghĩ mình biết người ta nó nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại, tuy rằng nó làm quá trớn thiệt, nó dựng những cái phim mà mình không thể chấp nhận được nó. Nhưng mà tại vì nó ý rằng có các cái YouTuber binh vực nó, các một số người binh vực nó, cho nên thật sự nó khôn, mà nó khôn đằng, chứ phải cỡ khôn, xin lỗi, cỡ như tôi chút xíu tôi cũng không đến nỗi vậy đi. Tôi là chưa phải khôn mấy đó, nhưng mà thí dụ như tôi chắc tôi không làm vậy. Ở đằng này nó tự hào, nó háo thắng, nó làm những cái đúng là nó sai thật đó. Nhưng mà cái sai này mình phải xét lại coi như thế nào. Tại sao mình không tìm cách để mình giáo hóa, mà mình đẩy người ta vào cái bước đường cùng rồi như vậy á? Cho nên chỗ đó mà tôi có những sự suy nghĩ đó.
mình làm thinh luôn á, thì giống như mình cũng làm với con người vô tư, mình chưa phải là bậc thánh mà mình không nói, mình nói ra thì ông khéo nói ra giờ ông thầy tạo ông đi ngược nữa, ông hai lưỡi, ông là ba phải nữa nó... Bây giờ nếu loạn lưng thì nếu thiệt là loạn lưng thì đại nó gông cổ ông già vô tù rồi chứ đâu có thể để ngoài cho ông thả lỏng. Bây giờ nói tóm lại như thầy nói là chỉ có một cái tội loạn lưng chứ không có tội gì nữa phải không ạ? Có tội gì nữa? Cái tội mà lợi dụng tôn giáo rồi cái chuyện đó nó cũng bình thường, nó rồi. Bình thường bởi vì thường hàng khói người ta hơn để ăn nên cho nên nhưng mà rồi trẻ em nó trục lại rồi thật sự chuyện đó nó trời ơi nếu lôi ra nó còn gấp trăm ngàn lần cái đó nữa đó. Như vậy là nói tóm lại chỉ có một cái nhưng mà xã hội ý đưa ra cái vụ lộn đó để xã hội lên cái tiếng cho thật là mạnh cho người ta căm phẫn cho thật là nhiều, ông hiểu không? Ta căm phẫn cho nó lớn lao chứ có chuyện lợi dụng tôn giáo thì nó thiệt tu thiệt em kìa, giấy tờ thiệt cái kìa mà nó còn con bảy tám bà bảy tám dòng chứ đừng có nói mà một dòng nghe không đó, như vậy thì nó tóm lại chỉ có lạc lên tới cái tội đó thôi mà tỏ lên khó tin nha. Con đẻ với đứa con trai của con trai con đi lấy vợ nó đẻ đứa cháu cũng có dòng máu của con này khó lắm à, không biết tính đỏ ra con không biết nữa. Còn ở ngoài đời thầy muốn cái chuyện gì chuyện cho nên thấy cái chuyện đơn giản vậy mà một cái nhà cầm quyền xử không được, gặp nước Mỹ là mấy này là lâu rồi phải không, là trắng là trắng đen là đen cho nó rồi. Như vậy đó. Mới ăn được nhiều cầm quyền mới ăn nhiều đen. Rồi bây giờ thờ chỉ biết nhào vô hốt của ta. Chào thầy, là đây không? Còn để lâu rồi nó bị cằn lòi. Nó bị lòi nha, nhiều loại thứ chú nào để vàng, chú nào để thẳng. Nó nuôi nhỏ vâng. Kia để con nhỏ kia phát cái loa vâng. Lên. Chứ theo không cái vụ này là nó quạt quất cái kia rồi. Thế vâng. Nên mình thấy cái nền chính trị. Thế bye bye. Non sông tôi ơi, dân tộc tôi ơi, đất nước tôi ơi. Giờ sao nó ngào ngán được. Đạo Pháp tôi ơi. Thầy thấy vậy, thầy phải càng ở bộ phận hoàn pháp đi. Thầy càng thấy như vậy. Cái thời nay nó nhiều như không lại quá. Hồi xưa. Thầy không phải. Ông không phải là cái người mà làm việc ông có hiểu. Cái thời nay nó làm không có lại. Nói một cái đó thì chùa ma tăng thôi là mình đủ chết với nó rồi. Ông nhớ rằng ông phải dễ làm lại nó đâu. Trời ơi, từng trang trí lên chứ thầy nó nói chứ không phải dễ đó đâu, trời ơi, nó bài tới đâu tới bài đủ điều lên nữa. Cứ vậy thầy đứng lên hoài coi con nào chửi biết nào. Rồi ông biết thì tôi cũng mang cái khẩu nghiệp, tôi cũng biết là chửi dầu mình không có ý gì đó nhưng mà mình nói cũng mang khẩu nghiệp chứ mà ông biết quét không bao giờ sạch cái lá rừng nó lạnh, nó gọi là thầy bây giờ ta gọi là lậm rồi à, tới xương tới tủy rồi. Cái thời này chó nó lầm người, cái thời này là dốt lên làm vua, ông thấy không? Bây giờ nói cái gì nhìn kỹ, giờ tôi nói ví dụ tôi thăm quê hương tôi thôi, nhìn thấy những cái chùa quê hương tôi rồi cuối cùng rồi cứ hết thế hệ này dốt tới thời dốt thế hệ có ăn có học thì nó tập trung về những cái nơi đô thị để làm việc, còn mấy thằng dốt không đi học được rồi cứ vậy rồi cứ tiếp nối rồi hỏi ông á. Rồi tới rồi càng ngày nó càng thảm bại. Ví dụ như các cụ tổ ngày xưa á, tôi nói các cụ tổ ngày xưa như nói xin lỗi này, tôi sám hối là các cụ tổ mình á dốt thiệt á chứ không cụ nào giỏi đâu. Vì thời đó nó nửa chữ nôm chữ Hán chữ Quốc ngữ, cụ thì biết chữ Hán không biết chữ Quốc ngữ, cụ biết chữ nôm không biết chữ Quốc ngữ dân gian, nhưng mà cái đạo đức người ta không thấy không. Còn bây giờ ông thấy bây giờ nó giàu, nó ăn học chữ viết ai cũng có đó, nhưng mà nó càng dốt về mặt đạo đức, ý nói vậy đó. Trời ơi không buông tha, tôi nói nó vét sạch sành xanh, nó vét không còn ở chỗ cho Phật tử để mà thở, rồi nó vét xong người ta là nó ăn ăn hết của người ta, là nó phủi đít nó đá người ta như là gà quẹt mỏ vậy đó, thứ thầy chùa đó. Trời ơi ngao ngán lắm ông ơi, ngao ngán lắm. Tôi nhiều khi tôi buồn lắm mà thiệt á, nói ra thì người ta không có tin, nhiều người không có tin tại người ta tao thích tao đâu có tin. Tại sao thầy không chịu nghĩ thầy là nắm lá rừng ở trong tay Phật thầy? Tại sao thầy nghĩ vậy?
trong tay Phật có một nắm lá rừng đó. Cái thời Phật nói trước là Phật nói biết trước cái thời thai là thiệt. Đó, nhiều khi thầy không biết như vậy, thầy là nắm lá nói không biết không, tôi nói chứ đâu có ai hiểu tôi. Nói tôi thì không có tu hạnh khỉ khô gì hết, mà vì cái nền chánh pháp á, nhiều khi tối tại sao tôi ngủ không được, tôi nằm. Đó, thí dụ như tối hôm qua tôi ngủ được là tại bữa nay tôi không có giảng. Nó thoải mái cho tôi, cái nghĩa là nó không có lo. À, sáng mai cái giảng, rồi tối mấy ông cứ đọc tới, đọc lui cái văn bản kinh, rồi tìm hiểu nó trăn trở đủ thứ hết, chứ đâu phải ai muốn lên nói là nói đâu. Nói thiệt ông á, dầu cho ông là thạc sĩ đi, ông thử làm thử tôi coi. Ông nói chơi chơi vậy được, chứ biểu là ông nói thử 45 phút ngày nào ông cũng nói, cái ông nói được không? Trời ơi, tôi nói cái đầu này hoạt động tối là bắt đầu đó, chiều nay đi chợ thứ sáu nè, chợ xong về cái đó. Thành ra bữa nay nấu nồi cháo là vậy đó, đằng trên nó ăn cho nó thông cái đầu. Rồi suy nghĩ sáng vậy giảng. Cái mà đâu phải tôi muốn nói gì nói, chửi cũng phải chuẩn bị tư thế để chửi lên chứ. Chứ đâu phải mà muốn chửi chửi. Chửi cũng phải có văn bản. Có lúc thầy thì anh sáng lý lên thì thầy dùng câu chuyện nó khác nhiều lắm. Đấy các anh em, có lúc kia thì thầy vô xe rồi bắt đầu sáng lý này. Nói chuyện thầy cứ vậy. Ai là... Nên á, thầy có cái... tôi nói nếu nói sâu xa nó có khi nó còn tệ lậu hơn của tùng dân nữa. Những cái nhà tu chánh thống mình mà vỗ ngực xưng tư khi nó tệ lậu hơn của tùng dân nữa. Nếu mà chẳng qua người ta có thời, có quyền, có thế. Nó có cái tre. Còn bây giờ ông này, mà tôi chỉ cầu nguyện bây giờ làm sao mà mong cho nó sáng tỏ ra. Cái chuyện mà lợi dụng tôn giáo, lợi dụng tín ngưỡng đồ đó, thật sự ra cái chuyện nó không khe ai ngu thì chịu. Bởi vì lý do là ông nuôi rõ ràng, ông nuôi mấy nít rõ ràng thì giờ nó thích người ta. Và thật sự ra ông nếu một mặt nào nói thật, ông cũng là người đào tạo giỏi chứ đâu phải vừa. Nói chứ cũng không ở mấy con ấy dạ. Lắm. À, có chuyện mà tu thì ai tu nó biết thôi chứ. Bởi vì nhiều khi mình thấy thì nó cái như này là nhân quả nghiệp báo, nó không phải một đời. Rồi với cái gia đình mà của con Diễm My đó, đây là ông coi nghe, rồi không những đời này, cái xã hội ngày nay mà không giải quyết được cái quan thù nè, nó kéo tới ngày sau là mình gặp nữa, rồi mình bắt công mình suy nghĩ nữa đó. Thôi lại với mấy cha mấy má kiếm sao đi cõi nước khác đi, đừng đi coi đi chung cõi nước với tôi nữa. Đó, nguyện các Bồ Tát thì cùng cõi nước với mình, chứ cõi dụng chúng sanh này đi cõi nước khác mà sống đi. Cứ họ hăng máu à, hăng máu họ được thời, có họ hăng máu và làm tới không, nghĩa đó không không? Ngộ tôi ngược nha, tôi là được thời để tôi sụp lùi. Thì có được thời tôi sụp lùi, còn sao người ta được thời tôi hăng máu tôi làm tới. Còn ngủ quên thì chiến thắng đó, thầy chưa biết. Đó, thấy đó. Hồi nào khóc bù lu bù lo, cái bây giờ được thầy con hăng máu và đi tới đó. Là coi như hồi họ biết chiến thắng rồi nữa. Okay. Thấy nhau nha.